Vô tình nhặt được viên đá kỳ lạ, người đàn ông đưa cho chuyên gia. Ngày sáng hôm nay, họ kéo đến tận nhà, khiến ông vô cùng kinh hãi. Mới đây, một người đàn ông ở Maroc đã tình cờ tìm thấy một viên đá rất đặc biệt trong lúc đang đào bới trên núi. Lần đầu tiên nhìn thấy viên đá có hoa văn kỳ lạ như vậy, nên ông quyết định mang nó về cho bộ sưu tập đá của mình. Theo người đàn ông này chia sẻ, sau khi làm sạch viên đá một cách cẩn thận thì một vật thể màu đen lộ ra. Nguyên hình là một con bọ có vỏ cứng, vẫn còn nguyên vẹn cả đầu và chân. Người đàn ông chưa từng nhìn thấy loài bọ nào tương tự như vậy, nên ông cảm thấy rất hiếu kỳ và nghi ngờ rằng nó có thể không phải sinh vật của thời hiện đại. Người này đã nhanh chóng mang nó tới phòng nghiên cứu sinh vật cổ địa phương để nhờ xác định. Sau một hồi kiểm định, các chuyên gia cho biết rằng đây không phải hóa thạch côn trùng bình thường, mà là hóa thạch trilobite có gai với niên đại hơn 300 triệu năm. Được biết, đây là một lớp bọ ba thùy thuộc nhóm động vật chân khớp cổ nhất và phát triển mạnh nhất trong lịch sử tiến hóa. Bọ ba thùy sống phổ biến ở các đại dương trong khoảng từ 520 triệu năm đến khoảng 250 triệu năm trước. Chúng đa dạng về lối sống. Một số thì bò quanh đáy nước để săn mồi, một số khác lại bơi và ăn sinh vật phù du. Nhận thấy tầm quan trọng của phát hiện đặc biệt này, người đàn ông đã quyết định tặng nó lại cho phòng nghiên cứu để các nhà khảo cổ có thêm cơ hội nắm bắt thêm nhiều kiến thức mới về loài bọ ba thùy này. Việc làm của người đàn ông đã khiến các chuyên gia rất cảm động. Ngay ngày hôm sau, họ đã tới tận nhà để tặng ông một tấm bằng khen thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Còn các bạn khán giả nghĩ sao về phát hiện này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Trùng Tin Bí Ẩn biết nha!